Yo, hello anh em, hi hi, chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và chương trình của mình. Đại diện nghiêm túc đây, hello anh em. Gần đây thì mình có thấy hai câu hỏi nổi lên khá là thú vị sau khi mình làm một số video, thì đó là về cây thương hủy diệt và nhân vật ở Yunjin. Về cây thương thì anh em hay hỏi rằng là nhân vật nào xài nó thì tốt, có lên rôn hay không. Còn về Yunjin thì anh em hay bình luận là Yunjin đi với ai. Mình thấy rằng để trả lời dứt điểm câu hỏi này, mình sẽ làm một cái video riêng về hai vấn đề, một đó là cây thương và hai là Yunjin. Ok, trong video này anh em hãy cùng mình tìm hiểu về hai vấn đề đó nha. Trước khi bắt đầu thì mình cũng xin nói luôn, video chỉ mang tính chất giải trí, giải đáp một số cái thắc mắc giúp anh em hóng phiên bản mới theo phần thú vị thôi, hoàn toàn không phải là thông tin bắt buộc đâu. Ok, đầu tiên là về cây thương hủy diệt. Cây thương này có chỉ số tấn công cơ bản cao tới 741 ở level 90, có thể nói đó là một trong những cây vũ khí có chỉ số tấn công khủng khiếp nhất Genshin Impact. Bù lại thì cái dòng phụ tăng tấn công của nó chỉ là 16,5% thôi. Anh em có thấy nó quen không? Nó giống như là cây lao phóng lợn ấy. Nhưng mà cái lao phóng lợn thì đã trải qua rất là nhiều thực chiến, nhiều người test rồi và đánh giá khá là cao. Chính vì thế cho nên mình nghĩ rằng là cái chỉ số tấn công cơ bản cao như thế này đã là một cái bảo chứng rất là tốt cho cây thương này rồi. Hãy cùng với mình xem xét cái nội tại của cây thương hủy diệt nha. Số 1 ấy, đầu tiên là nó tăng 12% sát thương nguyên tố. Đây là búp vĩnh viễn, cứ cầm lên là có luôn. Cái búp thứ hai của nó là có điều kiện, đó là khi mà nhân vật sử dụng cây thương hủy diệt này chỉ cần sử dụng kỹ năng nguyên tố, tức là chiêu E. Trong mô tả thì không ghi là cần đánh trúng địch hay không. Theo mình nó không ghi thì tức là không cần, anh em chỉ cần dùng E cái là được thôi. Thì nó sẽ búp một cái búp tên là viên đột. Búp này tồn tại trong 20 giây. Ok, búp này có hai trường hợp anh em. Thì mình có một cái bảng ở đây, đó là về thời gian và chỉ số tấn công. Khi mà sử dụng chiêu E ngay đầu 0 giây đầu tiên thì có hai trường hợp, mình nghĩ là có hai trường hợp. Một là nó có thể tính ngay là 3,2% tấn công. Sau 1 giây thì nó sẽ tăng 3,2% tấn công, cho nên là mình ghi ở đây là 1 giây thì có thể từ 3,2 đến 6,4. Nếu như là trong giây đầu tiên nó không búp ấy thì sẽ là 0%. Còn nếu như là nó có búp thì là 3,2% nha anh em. Giây số 1 sẽ là 3,2 đến 6,4% chỉ số tấn công. Và cứ thế tăng lên cho đến giây thứ 5 hoặc là giây thứ 6, max 6 stack mà. Nó sẽ tích 6 lần, cộng dồn 6 lần. Thì ở giây thứ 5 hoặc là giây thứ 6, anh em sẽ đạt được 19,2% chỉ số tấn công. Đây là một con số búp khá là cao. Trong chỉ cần 5 đến 6 giây sau khi dùng chiêu kỹ năng nguyên tố thôi là anh em đã đặt mắc cái búp này khi anh em đứng trên sân nha. Đây là trường hợp đứng trên sân nha anh em. Đây là đứng trên sân. Và cái búp này sẽ tồn tại trong 20 giây, tức là từ giây thứ 6 đến giây thứ 20 là anh em sẽ nhận được max búp là 19,2% chỉ số tấn công, ngang với nội tại của cái kiếm chó, còn tăng thêm 12% sát thương nguyên tố nữa. Đấy là búp vĩnh viễn rồi. Với một cái nhân vật đứng sân ấy thì cái cây thương này có thể tạm coi như là cây kiếm chó, có thể tạm coi như thế. Sau 20 giây thì cái búp nó đã hết rồi, nhưng mà cái kỹ năng nguyên tố ấy thì thường là nó không quá 20 giây, cho nên là đến đoạn này hoàn toàn anh em thể búp lại từ trước rồi. Cho nên là cái búp này có thể sử dụng khá là thường xuyên. Còn cái ô thứ hai là ô off field này, tức là khi mà nhân vật không ra sân, sau khi búp E xong anh em cất đi ấy, tức là off field ấy, giống như kiểu sang linh thả gấu xong rồi bật quy lên rồi chuyển sang con khác đánh, hay là sen hưa búp xong thì chuyển sang nhân vật khác đánh, thì cái búp nó sẽ tăng gấp đôi. Trong cái trường hợp off field này thì mình nghĩ là cái đoạn là đầu ấy, đoạn không dây ấy, thì chắc là nó chỉ khoảng 0% thôi anh em. Nhưng mà để theo cái format bên trên thì mình vẫn ghi là 6,4%. Nhưng theo mình ấy thì là không dây thì nó sẽ không tính đâu. Tức là anh em vừa bật cái E lên xong anh em cất đi ấy, thì lúc đó vẫn là 0% chỉ số tấn công. Sau 1 giây là 6,4 hoặc là 12,8% chỉ số tấn công. Mình nghĩ là 6,4. Và những cái trường hợp còn lại thì cũng tương tự như bên trên. Đến khoảng tầm 5 giây và 6 giây sau khi anh em sử dụng kỹ năng nguyên tố thì nó sẽ đạt được khoảng mức là 32 đến 38%, 38,4% chỉ số tấn công. Đây là một con số rất là cao nha. Đây là một con số rất là cao luôn đó anh em. Bằng một cái kiếm chó tinh luyện 5 thì phải. Nhưng mà nó yêu cầu điều kiện là nhân vật không được ra sân thì nó sẽ tăng mắc đến gần 40% chỉ số tấn công. Và cũng tương tự như bên trên, tức là kéo dài 20 giây và giây thứ 21 thì nó sẽ hết. Lúc này thì anh em sẽ búp lại rồi. Điều này nói lên cái gì? Đó là cái thương hủy diệt này nó phù hợp nhất với một nhân vật skill tốt với chỉ số tấn công, và cái thứ hai là một nhân vật off field thì càng tốt. Nhưng nếu nhân vật đứng ở trên sân thì vẫn hưởng cái chỉ số tấn công tương đối cao. Đó là cách hoạt động của cái thương và nội tại của nó nha. Ok, chính vì thế bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những nhân vật nào mà sử dụng cây thương này tốt với tiêu chí vừa rồi. Đầu tiên là Trấn thì là của Senhua rồi đúng không? Thì với cái tiêu chí như vậy thì Senhua được định hướng là một nhân vật hỗ trợ mà off field là chính. Còn build DPS thì vẫn build được, nhưng mà đó là cái khả năng build khá là tà đạo rồi. Về cơ bản thì Senhua khi mà off field thì sẽ được hưởng lợi từ cái thương hủy diệt nhiều hơn, tăng tới 40% chỉ số tấn công. Mà Senhua, tất cả bộ skill của cô nàng này đều là tấn công và tấn công, cũng rất là khủng cho sát thương nguyên tố băng. Đây là Trấn và Senhua là nhân vật sử dụng tốt nhất.
Tiếp theo là mục xài được, thì nhân vật nào sẽ là nhân vật xài được? Anh em vừa thấy mình nhắc đến Xiang Ling đúng không? Đó chính là Xiang Ling. Xiang Ling tận dụng được khá là nhiều chỉ số tấn công từ cái thương. Tất nhiên là Xiang Ling thì là thương thần rồi, có rất là nhiều thương khác phù hợp với Xiang Ling, nhưng cái thương hủy diệt này là một cái thương mà mình thấy rằng rất là ok cho Xiang Ling, không hổ danh là thương thần anh em ạ. Ok, tiếp theo nhân vật nào xài được nữa thì theo mình nghĩ đến đó là Rosaria, Thả Quy cũng như là Búp tỷ lệ bạo kích cho team thì cũng sử dụng rất là tốt với cây thương hủy diệt này. Và nhân vật thứ ba xài được theo mình đó chính là Xiao. Xiao thì bình thường không ai sử dụng là dạng off-field cả, bởi vì Xiao off-field thì đánh được cái gì đâu. Thường Xiao là DPS đứng sân. Và đúng là như vậy, thì Xiao ở đây sẽ không tận dụng được mắc cái nội tại của cây hủy diệt. Nhưng mà về cơ bản thì chỉ số tấn công cao này và cái nội tại tăng sát thương nguyên tố có 12% sát thương nguyên tố phong cũng như là 20% chỉ số tấn công, Xiao sử dụng cái thương này cũng tận dụng được khá là hợp lý. Ok, tiếp theo anh em có thể thấy đây mình đang ghi một cái mục đó là xài được nhưng mà gặp vấn đề với role này, chỉ số tấn công và không đúng vai trò. Thì đầu tiên đó là Hu Tao. Hu Tao là một nhân vật mà scale nhiều với máu nhưng mà chỉ số tấn công vẫn là một cái chỉ số mà nó kiểu là chỉ số tung tính nhá. Mình không biết nói thế nào, tức là một cái chỉ số mà nhân vật nào gần như cũng xài được. Nó không phải là một chỉ số như là phòng thủ, có một số nhân vật xài được thôi, còn tấn công thì xài được hết. Cho nên là mình nghĩ là Hu Tao cầm cây này vẫn xài được, vẫn có đam. Nhưng mà nó như mình đã nói rồi, nó có chấn rồi này. Role của nó là role thiên về skill HP, vai trò của nó cũng là vai trò đứng trên sân nữa. Cho nên là mình thấy nó không phù hợp lắm, nhưng vẫn là xài được. Tiếp theo là Lôi Thần. Lôi Thần thì nổi tiếng với những cái thương chấn như là nạp nguyên tố. Mình hoàn toàn có thể xếp Lôi Thần lên cái khu vực xài được. Nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn xếp vào khu vực xài được, nhưng mà gặp vấn đề với những cái yếu tố khác, bởi vì mình vẫn thích Lôi Thần sử dụng những cái thương liên quan đến nạp nguyên tố hơn. Nhìn Lôi Thần mình nghĩ ngay đến nạp nguyên tố anh em. Cho nên là với quan điểm cá nhân của mình thích thôi, thì mình để Lôi Thần ở đây. Nhưng mà về cơ bản vẫn xài được nha anh em. Tiếp theo là Yun Jin, đây là một nhân vật mới, nhưng Yun Jin sử dụng skill thiên về phòng thủ cũng như là nạp nguyên tố và búp cho nhân vật khác hơn là sử dụng một cây thương 5 sao. Nếu như Yun Jin sử dụng cái thương này thì thường là cô nàng này sẽ build tà đạo DPS hơn là làm đúng vai trò. Vâng, nhân vật tiếp theo cho mình xài được nhưng mà vẫn gặp vấn đề đó chính là Dung Ly. Dung Ly thường thì anh em chơi kiểu F2P hay xài thương slam hay là thương nạp, và nếu như anh em chơi theo kiểu thương 5 sao thì là sẽ là thương tỷ lệ bạo, sát thương bạo hay là hộ ma gì đấy để build kiểu đồ nạc đồ mỡ. Đầu tiên là Dung Ly hay off-field sử dụng tăng tấn công thì có thể là chơi Nuker Thả Quy, nhưng mà nó không phải là vai trò mà mình đang hướng tới, cho nên là mình nghĩ là vẫn xài được nhưng vẫn gặp vấn đề. Và cuối cùng là Thomas. Thomas thì mình nghĩ cũng tương tự như Yun Jin thôi. Thomas về cơ bản skill của nhân vật là HP và búp khiên, còn việc sử dụng thương 5 sao cho nhân vật để đi hỗ trợ thì mình nghĩ là nó khá là mimi. Ok, đó là cái bảng của mình về chuyện là nhân vật nào xài được cây hủy diệt. Anh em nghĩ sao? Anh em hãy để lại bình luận nha. Ok, ok, phần tiếp theo đó là về Yun Jin đi cùng với nhân vật nào. Đây, anh em có thể thấy mô tả của Yun Jin trong trang chủ. Yun Jin là một nhân vật hỗ trợ có thể tăng sát thương tấn công thường cho tất cả nhân vật trong đội ở gần. Sau khi thi triển kỹ năng nộ, cô ấy có thể tăng sát thương tạo ra bởi tấn công thường của tất cả nhân vật trong đội dựa theo phòng ngự của bản thân. Vâng, tóm tắt rất là ngắn gọn và đúng về Yun Jin. Thì chúng ta có thể tìm những nhân vật mà đánh thường, gây đam, gây sát thương đánh thường. Nhân vật đánh thường nhiều, đó chính là những nhân vật như là Yomiya, Yula, Trai. Anh em hỏi Trai có đi được không thì trong trường hợp Trai bật E lên nó vẫn sử dụng được tốt cái cung reset. Cung reset tăng sát thương cho đánh thường, cho nên là Trai vẫn xài được nha. Tiếp theo là Razor. Noel khi bật Q lên thì nó búp cho cái đánh thường của Noel, và lúc đó Noel thường đánh thường. Nhưng mà sử dụng trọng kích khi mà anh em xoay tròn ấy thì nó sẽ không có tính nha. Noel có thể chuyển xuống của đánh thường trọng kích nếu như anh em hay sử dụng cái tính năng biến Noel thành trực thăng. Và tiếp theo là Dialog thì khi bật Q lên chuyển sát thương nguyên tố hỏa vào trong đòn đánh thường. Thi thoảng anh em có chém E nhưng mà về phần lớn mình để ý thì vẫn là chém thường, chứ Dialog rất ít khi sử dụng trọng kích. Và Xinjiang thì cũng có nhiều kiểu chơi, giống như kiểu Noel vậy, khi có cung mệnh 6 thì cũng có thể là xoay, nhưng mà thường mình thấy là Xinjiang chém khá là đau, sát thương đến từ chiêu đánh thường khá là nhiều. Đây là nhân vật mà đương nhiên búp tốt nhất, và trong tương lai có thể nhân vật khác nữa, hoặc là có thể nhân vật nào đó dưới đây mà mình đang làm vội quá mà mình bỏ quên mất, anh em hãy bổ sung nha. Tiếp theo là đánh thường trọng kích thì như Noel mình vừa đã nói rồi. Tiếp theo là Ito. Ito thì về cơ bản là toàn sử dụng trọng kích, tận dụng tốt nhất cái combo siêu sức mạnh, ném bò rồi bật quy các kiểu đấy. Cho nên là đánh thường cũng không nhiều lắm, chủ yếu là trọng kích thôi. Lên đi với Yun Jin cũng không phải tận dụng tốt được, vẫn được một phần nào. Tiếp theo là Hu Tao, đánh thường và trọng kích đan xen với nhau. Lên đi chung với Yun Jin
tận dụng được một nửa, tương tự như là Ninh Quang, Ayaka, Yến Phi trọng kích nhiều hơn, Klee đánh thường vào trọng kích, Tư Quỳnh cũng thế. Những nhân vật không sử dụng được với Yun Jin như là Lôi Thần khi bật Quy lên thì cái sát thương đánh thường sẽ được tính là sát thương từ Châu Nộ, không được bút từ Yun Jin. Tiếp theo là Xiao, khi bật Quy lên thì sát thương chủ yếu là dậm nhảy, cũng không được bút bởi vì đó không phải là sát thương đánh thường. Thế thôi, đây là nhân vật mà mình cũng chưa có phân tích được hết, và mình nghĩ là nếu mà nói hết về đống này sẽ rất là dài dòng. Về cơ bản mình nghĩ chủ yếu là nhân vật này. Đây là nhân vật mà khi mà anh em hiểu được cách hoạt động của Yun Jin thì anh em sẽ tìm ra được là nhân vật nào phù hợp và đi chung được. Ok, mình hy vọng là mình đã trả lời được tốt cái câu hỏi là Yun Jin đi cùng với ai. Ngoài ra thì Yun Jin đi cùng với team đa nguyên tố, tức là ví dụ nha, mình ví dụ thôi ấy, một đội hình đó là Yun Jin này, mình ví dụ đội hình như thế này, Yun Jin, Zhongli, Yomiya và một nhân vật nào đó mà anh em thích, một nguyên tố khác, thì ở trong team com này chúng ta đã có được là hai nham cộng hưởng hai nham, có khiên của Zhongli, có giảm kháng, có Yomiya làm DPS chính, được bút sát thương đánh thường bởi Yun Jin. Ngoài ra thêm một nguyên tố khác nữa thì trong này trong team chúng ta đã có khoảng 3 nguyên tố. Lúc đó thì cái nội tại của Yun Jin cũng đã được gần như max ping rồi. Đó là một cái team core mà mình nghĩ là có thể lấy làm ví dụ. Ok. Mình xin được kết thúc cái video của mình ở đây. Trong video này hy vọng là mình đã trả lời những câu hỏi như là thương hủy diệt xài cho ai tốt nhất và Yun Jin có thể đi cùng với những nhân vật nào. Rất hy vọng những thông tin trong video này sẽ mang lại phần nào thú vị cho anh em trong khi chơi Genshin Impact. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Cảm ơn anh em đã xem video và hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nha. Bye bye.